ơi, mời em ngồi vào ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu thật to rõ để cho đối phương lắng nghe được những thông tin của mình. Mời em trai nói trước. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Xuân Hưng, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Hải Dương. Em làm nghề kinh doanh tự do, buôn bán và sửa chữa các đồ điện tử, điện máy gia dụng đấy. Có nghĩa là kinh doanh có nghĩa là làm chủ. Dạ đúng rồi. Có nhân viên không? Dạ có. Mấy nhân viên? Dạ có một ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên. Từ Hải Dương vào đây bao lâu rồi? Dạ em vào Sài Gòn được 4 năm rồi. Là mình sống với ai trong nhà đó? Em sống với anh trai anh và trai. Chị dâu. Dự định là lập nghiệp trong này luôn hay là sau này về lại Hải Dương? Dự định là sẽ lập nghiệp tại Sài Gòn luôn. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào mọi người, chào chị Cát Tường. Em tên là Thái Thị Yến Ngọc, năm nay 26 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là sale bên bất động sản ạ. Hiện tại em đang sống ở Long An. Thí dụ bây giờ yêu xa thì em có ngại không? Dạ không ạ. Em muốn bao lâu thì được bạn trai thăm, đưa đi chơi một lần? Em thì không có cái vấn đề gì nhiều về cái việc mà bạn trai sẽ dẫn em đi chơi này nọ. Quan trọng là anh ấy có quan tâm em hay không, chăm sóc em hay không. Nhưng mà em nghĩ nếu mà quen bạn gái ở dưới Long An thì bao lâu mình đến thăm bạn gái được một lần? Một tuần có thể thăm 1-2 lần. Thôi vậy cũng được. Rồi vậy được không em? Dạ. Vậy được ha. Trước khi mà làm cái kinh doanh sale bất động sản thì em làm nghề gì? Hồi trước á thì em học y ở ngoài Đà Nẵng. Sau khi mà có chứng chỉ hành nghề thì em chuyển qua làm bên viện dưỡng lão á chị. Tại sao đang học ngành y mà lại chọn qua chăm sóc ở trong bệnh người già trong viện dưỡng lão? Em chọn qua viện dưỡng lão á là bởi vì môi trường em lớn lên cũng như là sinh hoạt á thì em tiếp xúc nhiều với những người lớn tuổi. Khi mà em chăm sóc họ em cảm thấy là mình rất là vui và giống như chăm sóc người nhà của mình á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em vui vẻ hòa đồng, rất là thật thà. Em biết chút ít nấu ăn và em có thể chơi được một vài nhạc cụ. Ghê ghê, nhạc cụ gì? Ví dụ ví dụ em chơi được đàn organ này, piano này, và trống cơ. Ghê vậy hả? Dạ. Ủa học mấy đó hồi nào vậy? Trong cái lúc thời gian em học cấp 3 thì em có đi học thầy dạy truyền tay thôi chứ không có học qua trường lớp gì. Nên là em cũng học và em có đi làm được mấy năm á. Là làm cái nghề món nào? Em đánh organ. Đánh organ. Dạ. Xong là em bắt đầu là có lệnh gọi nhập ngũ. Là lúc đó còn ở ngoài Hải Dương á. Dạ đúng rồi. Nãy giờ thật tốt không à? Rồi xấu là thế nào? Thứ nhất là em hơi kỹ tính. Thứ hai là em thật thà quá, là nhiều khi dễ bị lợi dụng, dễ bị lừa gạt. Hơi kỹ tính là sao? Ví dụ? Trong nhà mà bề bộn nó không có ngăn nắp hoặc ấy là em hay cáu gắt, là em hay nói lắm. Rồi em nói xong rồi nhà nó bề bộn thì em có đi dọn không? Thì em có, vừa dọn em vừa nói đó. À vừa dọn vừa lầm bầm. Mà đó giờ sống với anh chị rồi là lầm bầm anh chị á hả? Anh chị em thì rất sạch sẽ, nhưng có thằng em ấy, thằng em nó sống chung với em thì nó cũng hơi lôi thôi lụng thuộm. Em sao em? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng nè, vui vẻ, rất là dễ tính. Em biết nấu ăn nè, đôi khi em hay làm những món ăn có hương vị gia đình và em thích đi. Vậy là quá tốt rồi, có chăm chút trong món ăn là ok rồi. Điểm yếu? Em bị mù đường nè, đôi khi á em bị cái hay quên đó chị. Cứ đôi khi nói thì cũng có cái nhớ cái không. Tình trường sao? Thì hồi trước giờ thì có những người theo đuổi nhưng mà em chưa chính thức quen một ai hết. Trai mấy tuổi chưa quen một người nào luôn? Dạ vâng ạ. Lý do? Tại vì em cảm thấy là một số người mà người ta theo đuổi mình á, cũng có đi hẹn đi chơi rồi đi tìm hiểu, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu thì em cảm thấy là em không hợp với họ. Giờ chốt hạ lại là có được một nụ hôn tình yêu nào chưa? Dạ có rồi. Có rồi nhưng mà chưa yêu, chưa kéo dài. Dạ. Chưa phải là một mối tình sâu đậm. Còn em tình trường sao? Trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời học cấp 3 chị. Mối tình gần đây nhất là mối tình lúc em ra trường ấy. Em đi làm ấy, làm nhạc ấy. Thì em có quen một bạn ấy. Thì cũng quen nhau khoảng được 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng thì em có lệnh gọi nhập ngũ. Thì trong thời gian em đi ấy thì 3 tháng tân binh thì bạn ấy có lên thăm rất là đều. Hầu như cứ 1 tuần hoặc 2 tuần là bạn có lên thăm. Hoặc nếu mà không lên thăm thì bạn có sẽ gọi điện cho trung đội trưởng ấy, xong là nhờ trung đội trưởng gọi em qua xong nói chuyện. Xong hết 3 tháng tân binh xong dần dần nhạt, em thấy khoảng cách càng ngày nó càng xa, xa dần và xa dần. Xong là em mới gọi điện về thì em thấy lúc thì bạn nói là em bận đi công việc này công việc kia, chút xíu nữa em về em gọi điện lại cho anh. Nhưng mà chút về thì không gọi lại. Đúng rồi, chút về cái là ngủ sáng mai vẫn thấy vậy à, chả thấy ai nói là gọi lại. Xong là em được về phép, được về tranh thủ 5 ngày ấy, xong là em có hẹn bạn ấy
để gọi là hàn gắn lại cái tình cảm nó xa cách ấy. Nhưng mà bạn ấy cũng khước từ, bạn ấy từ chối, cảm thấy là bạn ấy đã thay đổi rồi. Vậy thì cái đoạn trước khi đi nhập ngũ mà 6 tháng á, là cái tình yêu hai bạn đã kháng khích chưa? Cũng hơi chút gọi là sâu đậm. Cũng đấy, đẹp. Thì em cũng qua nhà bạn chơi, thì ba mẹ bạn ấy cũng thích. Không biết sao mà đi nhập ngũ xong là bạn ấy quen người khác à? Nhập ngũ xong là bạn ấy quen người khác. Rồi cuối cùng? Thì cuối cùng bạn ấy lấy chồng. Thì có gọi điện cho em mời em nhưng mà em không về được. Lúc đó là em vẫn còn... Em vẫn đang trong quân đội. Lúc đó em đang trên trường, em đang học y tá. Ngay cái lúc mà nhận được tin đó thì em đã làm... Tối hôm đấy thì về thì cũng gọi là suy nghĩ. Xong cái thời gian đấy là em có chia sẻ với các em, bạn thì có nói là thôi quên đi. Lúc đấy em rất là bình tĩnh. Nhưng mà em cũng... em nghe thấy tin đó và em có... Chỉ hỏi đi hỏi lại là cái có thật không? Em hay em nói dối đấy. Xong là bạn ấy nói là thật. Xong nói vậy thật thôi, có gì thì anh sẽ sắp xếp thời gian để anh về. Có vậy nữa, có nói câu đó nữa. Em có nói vậy nhưng mà đâu có về phải không? Đâu có về được. Rồi cúp điện thoại xong rồi có đập điện thoại, đập tường, khóc lóc gào thét gì không? À không ạ. Thì về thì cũng tối cũng mất ngủ mấy đêm thôi. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Có khóc không? Không ạ. Chắc không? Nhưng nói chung là em là cũng con người giàu cảm xúc. Nhắc lại thì lắm lúc cũng thấy buồn. Bây giờ đang nói mà còn muốn khóc nữa, mà lúc đó không khóc tôi không tin đâu. Không đi, không đi, không đi, đừng ngại. Tim có thoi thóp không? À, tim thì cũng đập gọi là chậm đi chút xíu thôi. Đập gọi là chậm đi chút xíu thôi. Đập chậm chút xíu. Dạ. Nói chứ cũng buồn, cũng sốc phải không? Dạ. Với cả cái lúc đấy em có suy nghĩ là chắc trong tay mình chưa có gì. Thì đấy lại cũng là một cái cơ hội trẻ tốt cho mà, bạn thôi. Lúc đó trẻ mà. Dạ. Thì từ lúc đấy em trong bộ đội xong là em suy nghĩ kiểu khác. À, em sẽ suy nghĩ là em khi nào em công việc ổn định, khi nào có một chút gì đó thì em sẽ với nghĩ tới cái vấn đề là yêu đương. Rồi nhưng mà sau khi ra khỏi quân ngũ thì làm cái gì trước? Sau nãy nghe nó có học y gì? Đâu có. Mới học y tá. Học y tá là sao trong... không làm? Không phải, học y tá trong đó thì đi cấp thuốc thôi chứ đâu có tiêm chích gì đâu. Rồi khi mà sau khi về thì mình làm gì đầu tiên? Khi về thì em chỉ ở nhà chơi được có được một tuần lễ thôi, xong rồi em vào trong Nam luôn. Cũng nhờ cô đó bây giờ mới vô tới đây. Dạ. Lập nghiệp bây giờ ổn định cuộc sống chưa? Dạ ổn định rồi. Có tương lai kế hoạch cho lâu dài 3 năm, 5 năm, 10 năm như thế nào không? Dạ có, thì em cũng đang cố gắng phấn đấu. Khi nào mà tìm được bạn gái tốt thì cũng tiến đến hôn nhân thôi. Nghe câu chuyện tình yêu của ảnh em thấy sao em? Buồn không em? Bạn gái chơi oan nghiệt quá, lúc ta đi lính mà ở nhà đi luôn. Em cảm thấy thì tình yêu thì nó cần có thời gian đúng thời điểm. Thì bạn không gặp đúng thời điểm thì em mới có buổi hẹn ngày hôm nay. Đúng rồi, nhờ vậy mới có buổi hẹn ngày hôm nay ha. Rồi, đâu bây giờ cho coi hình nè. Ba chàng trai này, chàng trai nào đây? Ba anh chọn một, quá đơn giản. Một chàng trai đã từng đi lính về. Phong trần, bây giờ làm nghề, ông chủ làm nghề sửa chữa điện lạnh. Điện tử ạ. À, điện tử. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Chọn đi. Dễ quá mà, hai cô chọn một. Đây em nói là bạn này. Trời ơi, tôi không biết phải cổ không luôn á. Bạn đó hả? Đâu? Dạ đây. Cầm điện thoại đó đi, chờ mở cửa ra xem. Bên đây chọn anh nào? Em nghĩ có lẽ là người này. Trời ơi, hay quá. Giữ nguyên hiện trạng. Xin mời quý vị hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim và xem cảm nhận của mình ngày hôm nay đúng hay không. 1, 2, 3. Chào em. Đúng không em? Em đoán là như là đúng rồi đó. Ồ, chúc em, chúc em đúng. Chị nhìn vậy mà chị còn không nhận ra ai luôn á. Ok. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Đây nữa. Rồi qua đây. Cái món quà anh mua tặng em nó tuy nó đơn giản nhưng nó rất là ý nghĩa. Anh muốn là lúc nào em cũng đeo theo nó. À, mỗi lần em đeo thì em nhớ tới anh. Em cảm ơn anh ạ. Ủa ý nghĩa gì mà mới quen người ta mà cài đồ vô người ta rồi? Định vị hay gì chóng nè? Bạn gái như nào? Bạn gái tóc dài mà em ấy có tóc dài rồi. Em muốn vuốt ve tóc bạn thì em... tặng cho bạn ấy. Dạ. Cũng được, rất là ý nghĩa ha. Ok, dễ thương nè. Anh ấy chọn ra em và bạn ấy cũng chọn ra em luôn. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên rồi ha. Một cái sự trùng khớp. À, bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai em ít phút để tụi em có không gian riêng trò chuyện với nhau. Mời hai em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Indochine.
Rồi, bây giờ chị Tường mời hai em thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Indochine nha. Đây là món tôm cà ri với bánh mì. Nhưng mà nhớ là vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Hẹn hò gì đó, trao đổi thông tin về quan điểm tình yêu, gia đình. Chúc hai em ngon miệng. Dạ. Anh mời em. Dạ, em mời anh ạ. Nhà anh Hưng là có bao nhiêu người anh? Nhà anh đông lắm, nhà anh 4 anh chị em lận. Nhưng anh là con út. Em thấy ví dụ khoảng cách của anh với em ấy thì hơi xa thì em có ngại không? Quan trọng là em cảm thấy là người ta quan tâm mình như thế nào. Còn ví dụ khoảng cách á thì nếu đủ quan tâm thì cái khoảng cách nó sẽ còn lại. Còn anh thì anh cũng chia sẻ, anh thì thực ra làm kinh doanh thì thời gian nó cũng ít lắm. Nhưng nhiều khi anh làm cả 8, 9 giờ tối cũng có đấy. Thứ bảy chủ nhật là anh cũng làm. Đó, nên là ví dụ như cái em có ngại về vấn đề mà sắp xếp thời gian này là anh xuống cho em chơi hay là em lên cho anh chơi không? Em nghĩ vấn đề này anh nên lo nhiều hơn, bởi vì em cũng đi làm và công việc của em nó cũng không có nhiều ngày nghỉ. Em lên đây là em đi xe Honda lên à? Em đi với bạn em của em. Em họ hay là em bà con hay là như nào? Có em ruột với có em bà con cũng có. À. Thế theo em thì ví dụ mà chúng ta có quen nhau thì trong bao nhiêu thời gian thì em có thể tiến tới hôn nhân? Gia đình anh có phải cưới gấp không anh? Không, anh thì không có cưới gấp. Đây là anh hỏi theo cái theo cái suy nghĩ của em thôi. Mong muốn của em thì tầm 2 năm. Lý do, có lý do gì không? Tại sao lại là 2 năm mà không là 1 năm, không là 3 năm? Hiện tại em cảm thấy cả em và anh á, nhất là bản thân em thì em chưa có cái gì gọi là ổn định hoặc là để tiến tới. Một năm thì năm này nó cũng gần hết rồi, thì em cảm thấy là 2 năm là nó vừa luôn. Trời ơi, nó thiệt thà chứ, năm này gần hết rồi. Nhiều khi tao năm nay chứ tới Tết 2021 về chung nhà là được rồi. 2 năm thì mới 28 cũng hợp lý. Ủa nhưng mà em là muốn bao lâu nữa kết hôn? Thì em khi nào mà bạn gái có thể... Nhưng mà nguyện vọng của em á. Nguyện vọng của em hả? Thì cũng 1-2 năm gì đó. À vậy hả? Vậy là cũng thuộc loại là muốn lấy chồng, à, muốn lấy vợ sớm đó. Chứ thường thanh niên giờ là cứ muốn qua 30 không à, đúng không? Lý do tại sao mà muốn sớm vậy? Khi nào mà mình có thể là chín chắn thì mình có thể tiến tới thôi. Chứ đâu có phải là nhiều người 30 mấy tuổi nhưng mà người ta chưa chín chắn, chưa ổn định. Đúng rồi. Rồi con cái thì sao? Muốn sinh mấy đứa? Em thì sao cũng được, em không có quan trọng về vấn đề đấy. Miễn sao là con của mình là được rồi. Miễn sao là con của mình là được rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em trai cũng như là em gái em. Còn hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ, anh trai mẹ. Ruột và các anh với em. Đông lắm. Đại gia đình luôn. Dạ. Dạ xin mời đại gia đình hai bên trai gái vào chương trình ạ. À. Dạ con chào cô. Xin cô nói một chút xíu về Hưng. Đây là Hưng là theo như cô là người con như thế nào trong gia đình ạ? À? Cháu Hưng á là con út của tôi. Dạ, con út. Run quá. Dạ không sao cô, trời ơi đây vui mà, đông vui mà cô. Nhưng có tính hay cảm động. Dạ. Hưng đó là một đứa con hiếu thảo. Dạ. Quý bố mẹ. Thế bây giờ cô mong muốn điều gì nhất ở Hưng nè? Cô muốn là Hưng lấy được vợ thì 1-2 năm gì mẹ cưới thì cũng được. Dạ. Ổn định thì cũng không phải là lo hối nhanh gì cả. Dạ. Nhưng mà cô thấy là bên gái là cũng đẹp đấy. Dạ. Cũng hiền lành. Dạ. Ăn nói nhỏ nhẹ thì cô cũng ưng rồi đó. Dạ. Nhưng mà với đây là còn có hai đứa chung nữa. Dạ vậy thì bây giờ cô nói con trai mình câu cố gắng nắm bắt cái cơ hội rồi tìm hiểu nhà cho sớm nhà có dâu nè. Thì thôi mẹ đến đây thì cũng còn cố gắng tiến tới tương lai chứ mẹ được vui. Rồi cảm ơn mẹ. Rồi đây là mấy anh sao, là đồng nghiệp hay là anh em hay như thế nào với Hưng ạ? À? Em là anh ruột. Anh ruột, rồi anh ruột phát biểu một câu rồi anh ruột xích lên đây xíu. Mẹ cứ đứng đây mẹ. Em trai mình sao anh? Anh em sống với nhau cùng nhà từ nhỏ đến bây giờ đến khi lập nghiệp luôn. Dạ. Yeah. Thì em hiểu tính của Hưng là một người rất là hòa đồng, nhiệt tình với anh em bạn bè đó. Với lại nó là người đã trải qua quân ngũ thì là bản lĩnh nó cũng vững vàng. Dạ. Yeah. Nó suy nghĩ chín chắn. Thì chính ra nó nhiệt tình với anh em bạn bè ấy. Nhiều khi cũng dễ bị dụ. Dạ, nó có bị dụ lần nào chưa anh? Nó có bị dụ một lần lớn nhất là bị khách hàng dụ lấy mấy cái xe mới một số tài sản. Ủa? Tóm lại nó cũng rơi vào khoảng 47 triệu. Sao mà lấy được chiếc xe? Đó là về mặt xã hội, tình cảm gia đình. Còn về công việc thì Hưng bây giờ cũng ổn định rồi. Nghĩa là nghề nghiệp cũng gọi chín chắn rồi. Có thể là một người đàn ông trụ cột của gia đình. Dạ, rồi cảm ơn anh. Mấy anh em mình đi chung có ý kiến gì về Hưng nữa không ạ?
Em là trước là đi lính bộ. Ồ, bạn coi như là đồng ngủ. Rồi, bây giờ hôm nay mọi người thấy là nhận xét về cô gái này như thế nào ạ? Là một người đã có vợ rồi cho nên là bây giờ ra ngoài nhìn thấy em gái thì em nào cũng nhìn giống em nào ạ. Quan trọng là bạn đồng ngủ nè, thấy sao nói lớn lên nha. Em thấy bạn nữ đây cũng xinh gái, trắng trẻo, dễ thương, ăn nói thì nhỏ nhẹ, dịu dàng. Khuyên thằng bạn mình một câu. Còn đấy thì quyết định hay không thì là anh thôi, chứ còn em thì em nói được vậy ạ. Rồi. Rồi, bây giờ qua tới họ nhà gái của tôi nha. Rồi, chào ba đứa em nha. Cái này là em trai ruột đúng không? Ở nhà có mấy anh chị em? Ở nhà có hai chị em. Hai đứa vậy thôi đây đó phải không? Dạ. Ở nhà chị gái mình là người như thế nào? Nói lớn lên cho mọi người cùng nghe coi. Ở nhà thì chị cũng hiền. Hiền lại ít nói, ít có đi chơi bời nhiều nên là em cũng mong muốn là chị cũng tìm được một người để mà cùng nhau chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Em nhìn nhận anh trai bên đây như thế nào? Anh thì cũng phong độ. Phong độ, ngon lắm ha. Dạ. Thấy làm anh rể tương lai được không? Thì anh chị tìm hiểu à. Nhưng mà ở nhà thì có bao giờ nghe mẹ hay ba nói về cái nguyện vọng của ba mẹ như thế nào để kiếm chồng cho chị em không? Chỉ cần anh ấy là một người hiền lành, tốt bụng. Như như là ba mẹ là đang sống ở đâu? Ba mẹ sống ở Gia Lai ạ. Bao lâu rồi hai chị em mới về thăm nhà một lần? Một năm một lần. Một năm mới về một lần. Thôi vậy nhân tiện chị nghĩ nè, hôm nay là nhà trai là có mẹ của anh Hưng đi theo nè. Chị nghĩ em nên gọi về nhà một cuộc. Biết đâu sau này tương lai là su gia sao, mình chào nhau một tiếng được không Ngọc? Rồi Ngọc gọi thử đi. Mở loa lên. Chào ba. Ba nói chuyện với mọi người không ạ? Đang quay chương trình này ba. Dạ chào chú. Chào MC Cát Tường. Dạ, chú biết con hả chú? Trong hai MC Cát Tường Hưng là số 1 Việt Nam mình ạ. Dạ, cảm ơn chú. Thì hôm nay là bé Ngọc là tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thì hồi nãy giờ đó là Cát Tường cũng có làm mai cho bé Ngọc là một anh. Anh này tên là anh Hưng. Thì bây giờ chú nhìn mặt thứ chú nhận xét một cái. Nhưng mà trước tiên là bữa nay bạn Hưng là dẫn theo có mẹ mình và có cả gia đình luôn. Cho nên là Cát Tường mới kêu bé Ngọc là gọi điện về cho ba mẹ để có gì là hai phụ huynh mình chào nhau một tiếng. Biết đâu sau này mình làm su gia sao, đúng không chú? Vâng, chào anh. Dạ. Hôm nay ra không, anh không về đi vui với con à? Cũng đang mà ở xa quá, bận công việc không về được và thông cảm. Nói chung là nó cũng cáo báo tin bây giờ. Bây giờ qua đây là mới là gặp gỡ nhau, là mới là mình nói chuyện, là mình hiểu nhau là được rồi. Dạ. Rồi bên kia đó, quan trọng là bạn đó. Chào bác đi. Cái dạ. Bạn mà con. Dạ con chào bác ạ. À. Hai bác ở nhà. Dạ. Dạ. Chào con. Hai bác ở nhà đã ăn cơm chưa ạ? Cũng ăn cơm rồi con. Dạ. Hai bác ở quê có khỏe không ạ? Vẫn khỏe. Bác gái đâu sao con thấy có mỗi bác thôi. Bác ở chỗ bác làm. Đang đi làm. Bác đang làm và bác gái ở nhà. Dạ. Vậy bác cho con gửi lời chào bác gái và gửi lời chào chúc sức khỏe gia đình bác nhá. Dạ, hy vọng một ngày nào gần đó thì con sẽ có cơ hội để về quê Gia Lai mình để thăm gặp gia đình nhà mình. Con cũng như gia đình là cũng mời gia đình là về để cho con biết biết nhà. Dạ. Rồi quay đây Cát Tường. Dạ. Chào chú, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi để Cát Tường tiếp tục cái công việc mai mối của mình. Hy vọng là hôm nay hai bạn trẻ bấm nút. Hồi nãy giờ Cát Tường cũng tạo điều kiện cho là hai bạn tìm hiểu nhau á chú. Rồi hy vọng là hôm nay là con gái mình sẽ tìm được một người bạn trai chú nha. Dạ, cảm ơn chú nhiều à. Chúc chú sức khỏe. Cảm ơn chú. Bye con. Rồi, về vị trí. Dạ, cảm ơn hai gia đình rất là nhiều ạ. Bây giờ gia đình mình cứ về vị trí và xem tiếp tục theo dõi cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Con cảm ơn cô. Chàng trai của mình rất là nhiều tài, không có lý nào bây giờ anh ấy không thể hiện một cái gì đó cho mình xem, đúng không em? Đúng không Ngọc? Thực ra là sáo thì em cũng không có học qua. Em chỉ đam mê thôi. Đam mê em thôi. Cố gắng em tập lên một đoạn để tặng cho bạn Ngọc, tặng cho em Ngọc cũng như chứ tặng còn cho sở trường trình. Là đàn organ dạ, đúng rồi, mà đúng không? Dạ. Rồi mời em làm một đoạn.
bài này là bài có khi không. Dạ đúng rồi, bài này là bài tình xưa nghĩa cũ. Trời ơi sao lựa bài buồn quá vậy, hôm nay đi kiếm vợ mà em. Tại vì em thấy cái bài này rất là ý nghĩa, vì em thấy trong lời bài hát nó có cái câu là tình đời khi trắng khi không ấy, mong làm sao mà kể cả đã xác định mà đã quen nhau ấy, quen biết nhau dù có giàu hay nghèo, hay là dù có mình có bị xa cơ lỡ bước thì bạn gái cũng không bỏ mình. Rồi. 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn, hãy nhìn thẳng vào nhau nha. Bây giờ hai bạn hãy nói cảm xúc của mình hiện tại. Em cảm thấy chương trình ngày hôm nay rất là ý nghĩa, để có thể là tác hợp cho hai đứa em có thể là gặp mặt và quen biết nhau. Sau này có đi tới những cái bước cao hơn, sâu hơn nữa thì cũng một phần là nhờ chương trình tác hợp, cho nên là cảm thấy rất là cảm ơn chương trình đã tạo ra điều kiện ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc, còn em cảm nhận như thế nào? Cảm thấy em rất là xúc động và rất là vui khi được tham gia cái chương trình này, được gặp Ngọc đây, rất là xinh gái mà cũng em thấy cũng rất là hiền, thì mong sao là lên chương trình này cũng là một cái duyên, thì làm sao chúng ta hãy cho nhau một cơ hội lớn lút. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ thời khắc quan trọng nha. Hồi nãy giờ là nhiều cái để cho chúng ta có thể cảm nhận được nhau, nhưng quan trọng vẫn là cảm xúc và lý trí suy nghĩ của hai bạn. Nếu chúng ta thấy đây đúng là một cái người chúng ta đang tìm kiếm, hoặc có thể hiện tại chúng ta chưa hiểu được nhiều, tại vì có 30 phút à, làm sao hiểu nhau hết. Chương trình chỉ tạo cho mình một chiếc cầu nối thôi. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Dù có giàu hay nghèo, hay là dù có mình có bị xa cơ lỡ bước thì bạn gái cũng không bỏ mình. Đó. Thì làm sao chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Nhấn chưa? Nhấn nhẹ lắm, chị thấy em nhấn mà nhẹ, cho nhấn lại mạnh hơn. Đó, như vậy mới được. Không, em gái nó mới đếm 2 là đã có nhấn rồi, nhưng mà cái thao tác nó còn hơi yếu. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Rồi, tiếng nói chào chị ạ. Rồi, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha. Mình chủ động mình chia sẻ về cái câu chuyện cũng như là bản thân của mình tính ha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, nơi ở hiện tại của mình đi. Em chào chương trình. Em tên là Trần Trung Tính. Hiện tại em đang sống cùng gia đình là ba và mẹ em tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một cái tỉnh miền Tây thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nghề nghiệp chính của em là dược sĩ. Công việc chính của em hiện tại đang thay đổi là nghề trình dược viên. Nghề trình dược viên của em thì em giới thiệu sơ bộ, chắc mấy chị cũng biết, nó giống như là một cái ngành bán hàng. Thì thay vì những cái ngành hàng, ngành hàng khác á, thì gọi là sale, còn bọn em thì dạ, đúng rồi, là sale. Dạ, dạ đúng rồi, vậy là chị biết rồi, em khỏi nói. Dạ. Thì mỗi một mỗi mỗi sinh năm bao nhiêu? Dạ, hiện tại thì em sinh năm 1987. Ngày 24/7 là 1987. Gia đình em chỉ có 3 người thôi. Ba mẹ em, có mình em, có một mình em à. Em con duy nhất trong nhà. Dạ. Tưởng gia đình có 3 người thôi, tưởng là gia đình có 3 anh em. Dạ không. Em chơi mình từ nhỏ rồi chị ơi. Cô đơn nhỏ là quen rồi. Cô đơn từ nhỏ quen rồi, là động lực đâu mà đi kiếm bạn gái. Dạ. Là sao chị? Động lực đâu đi kiếm bạn gái. Dạ không, em giống như là em từ lúc mà dịch em thường ở nhà em lên YouTube, em nghe bây giờ YouTube nó có những cái kênh mà chia sẻ những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sale rồi, thì thường thường em thích nhất là cái kênh web 5 ngày á, của cái anh đó, nó giọng rất là hay. Nghĩa là mình muốn thu hút người như thế nào thì mình phải biến mình thành người như thế đó, thì cái năng lượng nó sẽ cùng cái tần số mình sẽ hút được. Mình biến mình giống như là một thỏi 500 thì mình sẽ thu hút được nhiều. Ví dụ như đặt trường hợp như em, em muốn cưới một cô vợ, em sau này sẽ gì vậy, thì mình phải tự làm việc với bản thân. Bạn muốn cái người vợ bạn như vậy thì bạn cũng phải là như
như thế nào thì người ta mới chọn bạn, chứ không phải là mình ở dưới thấp mà mình đòi lên cao, giống như là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nghe thì cũng không được. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu với tiến. Điểm mạnh điểm yếu hả? Ừ. Dạ, điểm mạnh của em cũng là điểm yếu của em, sống quá tình cảm. Ừ. Dạ. Sống quá tình cảm. Dạ đúng rồi. Em là con người thuộc về thiên về não 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 phải, giống như Trấn Thành với Trường Giang thường thấy trong nói trong những chương trình các show trên TV á. Thần tượng của em là Trấn Thành mà. Tại vì Ừ. Trấn Thành thì cũng sinh năm 87, thì em cũng tìm hiểu sơ về những cái người đặc tính đặc điểm của những người sinh năm 87. Những người sinh năm 87 thì làm sao? Dạ, những người năm sinh năm 87, con mèo khéo léo thì sống rất là tình cảm. Rồi khéo léo. Rồi đặc biệt của em là sinh năm 87 mà là sinh năm 87, con mèo 87 là Đinh Mão thì là mạng quả. Mạng quả thì trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là cái vấn đề, đặc biệt là cái tình yêu á, thì rất là nồng nàn nhưng mà nó cũng rất là bùng cháy. Hiền thì giống như con mèo của chị, khi mà nó hiền nó lười thì nó rất là hiền, nó rất ấy, còn mà khi mà nó bực lên thì nó cũng dữ dằn lắm, nó cũng cỡ cỡ con cọp mà, chứ không hơn thua con cọp đâu. Ừ. Dạ. Rồi. Thế về chuyện tình trường thì sao? Giờ sống quá tình cảm thì đó, giờ trải qua được mấy mối tình rồi. Yeah. Dạ, nếu mà tính về chính thức ba mẹ hai bên biết thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên cách đây khoảng 10 14 năm. Thì lúc Ừ. đó năm lúc mà em ra trường năm hai ra tốt nghiệp phổ thông năm 2005 á, thì em lên Sài Gòn em học ngành công nghệ thông tin. Thì cái bạn gái đó của em á, là cũng học chung lớp chung phổ thông với em, cùng xưa em học ở trường phổ thông là học chuyên về anh văn, thì lên trên đó thì em học về chuyên ngành công nghệ thông tin, còn bạn ấy thì học chuyên về tài chính kế toán. Dạ. Rồi gắn bó nhau cũng được gần 3 năm, nhưng mà lúc đó là Đó đã tại mất gia vì đình hai bên rồi. dạ biết là chứ chưa chưa kể như là chưa tính đó, chị cứ hỏi chị, tại vì chưa có công ăn việc làm ổn định đó. Dạ. Rồi, mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai cách đây cũng 2 3 tháng, thì cũng là bạn học chung nữa, chung lớp dược của em. Thì Ừ. sau khi ra Mới cách trường đây dược 2 tháng thì dạ chia tay cách đây khoảng 2 3 tháng đó chị. rồi Có nghĩa hả? là Quen được mối tình bao đầu lâu tiên rồi? và mối tình thứ hai này cách nhau có nghĩa là mười mấy năm em mới quen một người nữa. Dạ. Là sếp em Thì là công nghệ thông tin rồi bây giờ mới đi học về dược sĩ làm trình dược dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. viên. Chính xác. Và mới chia tay cách đây 2 3 tháng là quen được bao lâu? Dạ quen chắc cũng tầm 6 tháng rồi chị. Thường Quen thường á, 6 tháng. thường 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 cái sở thích, không phải phải sở thích mà là thường cái cách quen bạn gái của em á, thường là đa phần là đi lên từ cái mối quan hệ bạn bè hoặc là đồng nghiệp, có một cái thời gian mình đã tiếp xúc với nhau, mình quan sát cách người ta đối đãi với những người đồng nghiệp hay bạn bè xung quanh rồi em mới quen, chứ em ít khi nào mà em quen những cái mối quan hệ mà giới thiệu là mai mai mối. Trong lúc dịch em cũng thử thử một cái điều mà mình chưa từng làm là đăng ký những cái form ở trên trang báo điện tử VnExpress đó chị, thì cũng có nói chuyện qua mail qua Zalo các kiểu rồi cũng như không, cũng không đi đến đâu, chưa gặp mặt ai. Dạ. Yeah. Mà em không có nghĩ là cái chương trình này, em mới đăng ký ngày hôm qua, trưa hôm qua mà tối là đã cho gọi là phỏng vấn online đợt đầu tiên. Tại vì em nghe nhiều người nói là những cái chương trình này thường có những cái bạn chia sẻ là đăng ký đâu, nhiều khi 6 tháng nửa năm chương trình mới mới mời, mà tới hồi đó người ta có vợ có chồng luôn rồi. Tại nhiều khi mình có Không có duyên. duyên. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi, thế bây giờ em muốn muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào? Dạ nếu mà nói về tìm kiếm cái mẫu người á, thì nó không có cũng không đúng, mà nói nhiều quá cái yêu cầu nhiều quá cũng đúng, nghĩa là nó phù hợp với em, và cái điều quan trọng nhất của em là gì, là cái người nào em quan trọng và tôn trọng nhất là cái người nào mà ở bên cạnh em những cái lúc mà em khó khăn em cần người đó, thì cái người đó mới là cái người xứng đáng để mà đi Nhưng hết mà cuộc cái đời đấy của là mình. em phải cần một cái quá trình,
em quen người ta rồi em phải gặp qua những cái giai đoạn thử thách, còn bây giờ em lên chương trình em muốn tìm một cái người để có thể vượt qua được cùng với em cái giai đoạn đó, thì bây giờ em cần tìm một mẫu người như thế nào? À, mẫu người hả? Dạ, mẫu người hòa đồng vui vẻ giống như em hài hước, tại vì cái sở thích hàng ngày của em là sáng là em thường sở thích của em là cà phê, buổi cà phê sáng, còn chiều chiều tối thì em chơi thể thao, chơi bóng đá, rồi tối thì em đi hát nhạc acoustic. Tại vì trên mặt giấy tờ thực tế thì trên mặt lý thuyết giấy tờ thì hiện tại em là tân sinh viên của trường Đại học Đồng Tháp, khoa sư phạm nghệ thuật, ngành sư phạm âm nhạc. Dạ đúng rồi. Và hiện tại vẫn còn đang đi học? Không, mặt lý thuyết thôi chị. Học thêm hả? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hát thử đi, hát thử một đoạn cho em nè. Nhạc gì cũng được hay chị? Rồi rồi, đợi em xíu, em cũng đi nước. Dạ rồi rồi. Cần mở biết không chị? Em có máy tính luôn. Hay là thôi, chạy? Không cần đâu, em hát chay thôi em. Em xin xin phép trình bày một phần một khúc nhỏ trong bài Đồng Tháp với mình. Về đây em Đồng Tháp quê mình, dường dẫn tình người đã đi xa. Về đây em nghe tiếng ai hò trên cánh đồng miền quê ta đó. Về đây em Đồng Tháp sen hồng, cơn lũ về đông nước mênh mông. Đẹp làm sao cao lạnh quê nhà, như bắt đầu câu chuyện tình ta. Được chị. Rồi, ok. Cảm ơn em. Tiếp theo về mẫu người của em đi, về ngoại hình, về tính cách. Dạ. Dạ, ngoại hình thì em mong muốn gặp một cái bạn, tại vì em cũng vừa người, em cao 1m73, nặng khoảng 67-68kg, mới khám sức khỏe. Thì em cũng muốn là một cái bạn nữ khoảng 1m50 mấy đến 60-62 là được rồi. Đừng cao quá, tại vì thường mấy bạn nữ bây giờ mang về cao gót là đứng cao thì nó cao hơn em quá. Thì em thích là gọi là cái người đi đi cạnh bên mình đó là xứng đôi. Làm sao mà mình đi chơi hay là mình đi đi giới thiệu cùng với cơ quan hay là với gia đình đó, gọi là người ngoài nhìn vô nhìn đó, đó với nó đó xứng đôi. Em chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, dạ. Tuổi tác rồi, quê quán, vùng miền, công việc rồi sao? Dạ, vùng miền thì em không quan trọng chị. Còn tuổi tác thì em cũng không quan trọng luôn, tại vì yêu là từ trái tim đến trái tim mà. Công việc thì em luôn có thiện cảm với những bạn làm ngành dược, tại vì em khi mà em đi làm trình dược viên á thì em quan sát em thấy thường thường đó là những cái anh mà làm trình dược viên hoặc là ấy á, ở những tuyến huyện rồi á, thì vợ ở nhà bán quầy thuốc, chồng đi làm trình dược, làm mấy công ty sản xuất dược, hoặc là làm trạm y tế, làm bệnh viện rồi á. Như vậy thì nó sẽ hiểu nhau hơn, nghĩa là cùng ngành nó sẽ hiểu nhau hơn. Em thích vậy, hoặc là đam mê kinh doanh như em cũng được, nghệ thuật càng tốt, nghĩa là có tâm hồn nghệ sĩ chứ đừng quá khô khan. Em sợ những người khô khan lắm. Cái gì mà cũng chi ly tính toán quá thì em không thích gì. Ok. Dạ. Rồi, có thể chương trình sẽ liên hệ với Tín ha, khi mà có người phù hợp với mình, cũng như là sắp xếp được cái lịch ghi hình chương trình cho mình ha. Mình có một cái vòng phỏng vấn trước khi ghi hình nữa, cho nên là biên tập sẽ liên hệ với mình sau nha. Dạ, dạ, dạ. Em tên Quách Trường Duy, ở quê, ở Tiền Giang á, ở huyện Châu Thành, Tiền Giang. Năm nay 32 tuổi, hiện đang làm ở công ty ở khu nghiệp gần nhà. Khu nghiệp Tân Giang ở Tân Phước. Đúng rồi. Làm bên kho của công ty, quản lý kho. Kho giao nhận á,
có nghĩa là nhà nhập nó, tại vì nó không có cố định, nhưng mà mất cái mức thấp nhất là 8 triệu, dao động từ 8 triệu tới 10 triệu. Tài lẻ là sao? Hình như không có. Chắc không, chắc không có. Có hát thì biết hát rồi đó, nhưng mà hát không hay đâu, tại hát dở nên cũng ngại hát lắm mà. À, điểm mạnh điểm yếu hả? Cái điểm mạnh này có lẽ là mình làm nhiều hơn nói á, cái nghĩa cái lời nói mình không được tốt, mình có thể mình làm nhiều hơn nói, thực hiện có sao mình nói vậy, hoặc là mình sẽ sao là điểm yếu thì cái điểm yếu lớn nhất của mình đó là cái sự giao tiếp nó chưa tốt lắm á. Có thể, ví dụ như hỏi thì có thể trả lời được, mà còn ví dụ như mấy mấy cái câu hỏi mà nó chuyên sâu quá suy nghĩ nó hơi lâu xíu. Hai, có một lần là một lần đòi đó, có một lần là lỡ, đúng rồi đúng rồi. Ở trước à, tìm hiểu với kết hôn luôn là khoảng trong vòng gần 2 năm rồi, trong vòng khoảng cũng gần 2 năm nữa là mình đưa anh ấy đi, chưa chưa có, đúng rồi. Tại vì cái cảm thấy cái cuộc sống đó nó thiếu sự tôn trọng đó, nên không thể nào mà duy trì được nữa. Cũng do bạn bè giới thiệu thôi, trong bàn tiệc rồi làm quen rồi nói chuyện vậy đó. Đúng. À, là cái sự thiếu tôn trọng đối với mình, ví dụ như ở trong nhà được mà ở ngoài thì không thể chấp nhận được, nó càng ngày càng nhiều quá nên nó giống như là nó ủ lâu quá, mà tới một giai đoạn nào đó nó không thể nào kiềm chế được nữa. Là có nghĩa ví dụ như một cái vấn đề này nó không có lớn, nhưng mà giữa đông người không có la, nhưng mà nói những cái từ ngữ mà nó khó nghe, ví dụ như không tốt cho lắm đó. Sau đó khoảng 3 4 tháng có tìm hiểu thử, nhưng mà tại vì chưa quên được á nên cũng không dám tìm hiểu, để tới tới bây giờ mới có thể quên hết được nên mới bắt đầu hồi tháng tháng
năm rồi á, Tết năm rồi á, tháng 2, tháng 2, tháng 3 gì. Thì cái tiêu chí mình cũng đơn giản ha, bạn gái thì có thể mà hiểu được cái nhiều 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 cái nỗi lòng áp lực của mình trong công việc đó, rồi ngoại hình á, thứ nhất là cũng đơn giản, nhưng mà mình không thích gái nó có tha thu á, do xăm mình á, với có nhuộm tóc này nọ nữa. Riêng hay cũng riêng thôi nha, chứ mấy cái đó là mình cảm thấy con gái thì tất nhiên cái nó sẽ rất là đẹp, mà riêng bóng cao cao thì cũng không quan trọng lắm, chiều cao chủ yếu là mình trò chuyện hiểu nhau được là được, 1m7. À, nếu mà gần nhà thì tốt mà. Ở trong tỉnh xa thì sẽ được, nhưng mà chỉ sợ người 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 ta yêu xa, người ta yêu xa thì có thể lâu lâu mới gặp được, là khoảng tuần mới gặp được lần. Nói chung là cô ấy chịu đi làm là được rồi, có công việc ổn định là cũng được rồi, không cần đổi gì hết. Được, được, được. Được, đúng rồi. Đúng rồi, quan trọng là về sống được nha thôi, chứ giàu sang về cứ không hợp rồi cũng chia tay cũng vậy. Từ 25 cho đến 32. À, cái đó cũng được mà nói chuyện hợp là được. Anh cũng từng một lần trải mà, cái đó vấn đề đó thì không không có quan trọng lắm. Là có một bé đó hả? Mình hy vọng cái vấn đề kia thôi, ví dụ như cũng lầm lỡ mình một lần thôi chứ. À, đúng đúng rồi. Rồi, cảm ơn các bạn.